Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sau đây là các tin tức đáng chú ý khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngày 26 tháng 7, Đảng ủy xã Dinh Tế tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ chính trị tháng 8 năm 2022 trong tháng 7, Đảng ủy xã Dĩnh Tế đã lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và công tác dân vận đạt một số kết quả khả quan, như công tác thu ngân sách của xã đạt trên 4,6 tỷ, đạt 57% đã đề ra. Về lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục được quan tâm chỉ đạo, phong trào thi đua dạy tốt học tốt được chú trọng và mang lại hiệu quả cao. Công tác khám chữa bệnh ban đầu và tiêm chủng mở rộng thường xuyên cho bà mẹ và trẻ em được duy trì thực hiện tốt. Thường xuyên tuyên truyền truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, tăng cường thực hiện công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tình hình biên giới an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công an xã kết hợp đội dân phòng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, 51 lượt có 273 đồng chí tham gia. Với những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2022.